mương nước dẫn về cánh đồng. Những đường ống như thế này đặt nhiều nơi trên con mương, đó là đường ống để người dân bơm nước. Tưới đồng ruộng thì mình dựa vào đó là mình bơm lên mình ăn thôi. Nhà ông Mạnh ở thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương từ hàng chục năm nay. Thôn có gần 600 hộ gia đình, ít nhất 1/6 trong số đó phải dùng nước mương tưới ruộng cho sinh hoạt hàng ngày, tập trung nhiều nhất ở xóm Mỹ Lương. Có gia đình sau khi bơm nước mương vào bể chứa tìm cách lắng lọc, nhưng có lắng lọc máy cũng không loại bỏ được mối nguy nếu nước mương bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Mương nước sát bên ruộng lúa, một năm có đến hàng chục lần nông dân phun thuốc. Mương nước là nơi mà nông dân xúc rửa bình phun thuốc và cũng là nơi hứng chịu chai lọ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Là ngại cho bảo vệ thực vật, còn nhiều cái nó rớt xuống mương á, còn cô bé người ta uống nó cũng ngại lắm, giờ biết làm sao giờ. Xã Vạn Lương đang là điểm nóng thiếu nước sạch ở tỉnh Khánh Hòa. Chưa đầy 17% trong số 3.500 hộ gia đình trong xã được sử dụng nước sạch. Điều đáng nói, xã Vạn Lương nằm cách không xa trung tâm huyện Vạn Ninh. Phương án dẫn đường ống nước về các thôn trong xã đã đặt ra từ lâu. Thế nhưng chưa thống nhất được với đường sắt để đưa lên các tuyến trên các thôn trên đường sắt. Đó là một cái vấn đề khó khăn giữa địa phương và công ty cung cấp nước. Khó khăn về kinh phí, khó khăn khi chưa tìm ra giải pháp để dẫn đường ống nước qua đường sắt. Vậy là những gia đình ở điểm nóng thiếu nước sạch tiếp tục phải dùng nước mương. Những bữa ăn được nấu trong nỗi lo, rất có thể nước nấu ăn bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng nếu không dùng nước mương thì cả làng chẳng biết lấy đâu ra nước để dùng.